Xin chào mọi người, video này là nội dung hoạt hình thế giới hoàn mỹ. Nếu thấy video bổ ích, hãy bấm like ủng hộ mình nhé. Mở đầu phim là một khung cảnh hùng vĩ của Vũ Vương Phủ, người thiếu niên này là Thạch Tử Lăng. Nhìn bộ dáng liền có thể nhận ra anh ta đang rất tức giận. Cùng với thế tử của mình, cả hai lấy ít địch nhiều đánh thẳng vào Vũ Vương Phủ. Dựa vào lời nói ta biết được, đứa con trên tay anh từ khi sinh ra đã đạt được cơ duyên hiếm có, nhưng hiện tại lại bị người nhà hãm hại. Điều này thật đáng hận mà, không thể tha thứ cho những kẻ làm hại con mình như vậy được. Hai vợ chồng lập tức tới đòi công đạo. Sau một hồi giằng co quyết liệt, đôi bên chưa phân rõ thắng bại thì bộ phim đã chuyển cảnh tới vài năm sau. Nơi này là Thạch Thôn, một nơi có vẻ khá khô khan hoang tàn. Cô thanh niên có mái tóc búi hai bên này chính là nam chính trong bộ phim. Cùng với các thiếu niên trong làng, cả đám miệt mài luyện công dưới sự hướng dẫn của Thạch Vân Dịch, tộc trưởng của Thạch Thôn. Tuy Thạch Hạo tuổi nhỏ nhất trong đám trẻ này, nhưng mà tư chất lại không tồi, kỹ năng cơ bản rất tốt, cũng là người chăm chỉ nhất. Đám thợ săn này là các trường bối trong Thạch Thôn, phụ trách săn bắt yêu thú đem về làm lương thực. Ngày hôm nay họ quyết định sẽ làm thịt một con song đầu hỏa tề. Dưới sự vây công của nhiều người, con quái vật bị rơi vào yếu thế. Đúng lúc thịt sắp vào tay thì một con thanh lân ưng xuất hiện cắt ngang. Cũng may núi lửa bỗng dưng phun trào khiến thanh lân ưng hoảng sợ bỏ chạy. Đến chiều đội đi săn cũng đã quay trở về, lần này thu hoạch vô cùng phong phú. Thịt con yêu thú này có thể cho cả làng ăn nửa tháng rồi. Trong lúc mọi người đều vui mừng vì trở về với gia đình thì Thạch Hào lại cảm thấy tủi thân. Chẳng biết từ lúc nào, mẫu thân phụ thân của cậu đã rời đi không còn quay trở lại nữa. Thấy vậy tộc trưởng liền đi tới an ủi. Gốc cây này được gọi là Liễu Thần, tế linh của Thạch Thôn. Dưới sự dẫn dắt của lão tộc trưởng, trai trẻ gái trai của Thạch Thôn cùng nhau cầu khấn, mong Liễu Thần phù hộ dân làng. Đây là một quá trình cúng tế hết sức trang nghiêm, cũng là một thứ tập quán, mỗi lần săn bắn trở về đều phải tiến hành. Trên một mảnh đất trống trong thôn đã bày một cái đình lớn. Đám thiếu niên mặt mày sợ sệt chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, chỉ là cả đám lại bị người lớn giữ lại không thể chạy thoát. Lần lượt từng người bị ném vào bên trong đình để tẩy rửa gần cốt. Trong thuốc tắm có bỏ vào thuốc bổ quý hiếm, phối hợp thêm chân nguyên của song đầu hoạt tề. Sau khi tắm xong, gần cốt sẽ được tẩy rửa và có thể sánh ngang cự thú. Chỉ là quá trình tẩy rửa này lại không dễ chịu chút nào. Rất nhanh, tộc trưởng liền sử dụng ra phủ văn. Nước trong đỉnh tiếp xúc phủ văn khiến nó càng lúc càng nóng. Đám trẻ không chịu được vội vàng nhảy ra bên ngoài. Duy nhất chỉ có Thạch Hạo vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thôi. Lúc này, từ dưới nước thuốc hiện ra thứ gì đó. Đây chính là chân nguyên của song đầu hòa tề. Chỉ cần đánh vỡ nó liền có thể hấp thụ. Quá trình hấp thụ này vô cùng đau đớn, vậy nhưng hiệu quả lại không ngờ. Sức mạnh thân thể của Thạch Hạo giờ đây sánh ngang với con non của thái cổ hùng thú. Có thể nâng vật nặng cả ngàn cân, điều này khiến bất cứ ai cũng ngạc nhiên. Không thể cứ như vậy bị Thạch Hạo vượt mặt được, Bì Hầu cùng đám huynh đệ của mình lặng lẽ đi tới chỗ của Thanh Lân Ưng tìm trứng. Họ nghĩ rằng chỉ cần ăn được trứng của nó, sức mạnh nhất định sẽ vượt qua Thạch Hạo. Thạch Hạo nghe tin liền tức tốc chạy tới. Lúc này, Thanh Lân Ưng cũng phát hiện ra có kẻ trộm nên vội vàng quay về. Thế là bọn trẻ lập tức rơi vào nguy hiểm. Nếu cứ như thế này, chẳng mấy chốc cả đám sẽ phải đi trở với Diêm Vương. Lúc nguy cấp, Thạch Hạo nhanh trí mang theo trứng nhằm dụ dỗ Thanh Lân Ưng đuổi theo. Sau một hồi co quay, cả đám cũng trốn được vào trong một hang động. Cộng thêm sự xuất hiện kịp thời của tộc trưởng cùng đội thợ săn, họ thành công chạy được về làng. Tuy nhiên, Thanh Lân Ưng vẫn đuổi theo không bỏ. Ngay khi sắp vào được bên trong thì Liễu Thần bất ngờ có động tĩnh. Chỉ với một chiêu tung ra đã có thể dễ dàng đánh bay Thanh Lân Ưng. Có Liễu Thần che chở, bọn họ không còn đáng ngại nữa. Mọi thứ vừa mới qua đi thì trứng chim đã nở, nhưng chim nhỏ vừa mới phá vỏ đã ngay lập tức về trở với ông bà. Thanh Lân Ưng dường như đã nhìn thấy điều này, nó tức giận, thề không đội trời chung với Thạch Thôn. Tưởng rằng lần này tai họa ngập đầu rồi, ai ngờ Liễu Thần lại xuất thủ một lần nữa mang chú chim nhỏ sống lại. Liễu Thần không chỉ cứu được tiểu Thanh Lân Ưng, hơn nữa còn làm cho nó xuất hiện hiện tượng thức tỉnh, đốt lên thái cổ ma cầm truyền thừa trong huyết mạch. Tới đây thì thủ án cũng được hóa giải. Thanh Lân Ưng cũng để lại con của mình chỗ Liễu Thần, như vậy là sau này con chim nhỏ sẽ ở Thạch Thôn rồi. Điều này khiến Thạch Hạo vô cùng vui mừng. Nhìn vào đường vân đang không ngừng biến hóa trên cổ, Thạch Hạo rất nhanh đã ngộ ra được Thanh Lân Ưng bảo thuật. Tộc trưởng nhìn thấy cảnh tượng này cũng tấm tắc khen ngợi, thiên phú quả thật kinh người. Tin tức quái vật toàn nghề trong sơn mạch sắp chết ra được truyền tới. Vừa nghe xong, tộc trưởng liền cảm thấy mùi thời cơ tới rồi. Đây chính là bá chủ sơn mạch toàn nghề, không chỉ có con người, ngay cả những ma thú khác cũng đều chú ý tới. Thọ nguyên của toàn nghề gần cạn kiệt, bảo thể của nó chắc chắn sẽ thu hút hung thú từ khắp nơi tới. Cho nên, đám thợ săn được phái đi lấy bảo huyết nhất định phải cẩn thận. Trong khi đội thợ săn tiến về nơi ở của toàn nghề thì Thạch Hạo cũng đã âm thầm bám đuôi, nhưng rất nhanh đã bị bại lộ hành tùng.
Không còn cách nào khác, cậu đành nói ra tâm ý của mình. Hiện tại người cũng đã đến rồi, hơn nữa đường về còn quá xa, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm bất chắc, cho nên mọi người liền đồng ý để Thạch Hạo đi cùng. Lúc này vị trí Toàn Nghề bỏ mạng đã ở trước mặt, chỉ cần qua khỏi cây cầu là sẽ tới nơi. Tuy nhiên người đến không chỉ có riêng bọn họ, nơi đây còn rất nhiều ma thú khác cũng đang canh chừng. Sự xuất hiện của nhóm người Thạch Thôn khiến hai con quái vật tỉnh giấc. Và thế là cả đám bị truy đuổi gắt gao. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ không thể chạy thoát. Thạch Hạo quyết định ở lại cắt đuôi bọn chúng, một chiêu đánh ra khiến cây cầu bị sập, hai con yêu thú bị rơi xuống dưới vực. Thạch Hạo may mắn bám được vào tảng đá và sống sót, chỉ là cây cầu đã bị đánh sập nên cậu không thể đi qua hội tụ với mọi người. Không còn cách nào khác, mọi người đành quay về tìm Thanh Lân Ưng. Mọi người vừa đi chưa được bao lâu, hai con quái thú lại từ dưới vực bay lên. Thấy vậy, Thạch Hạo liền chua là thượng sách. Cậu lặng lẽ đi tới nơi của Toàn Nghề, tại đó đang xảy ra đại chiến giữa đám quái vật. Đặc biệt là sự xuất hiện cùng một con kinh không biến dị có cánh với Ngưu Mao Vương. Không phải Ngưu Mao Vương này, mà là Ngưu Mao Vương này. Châu bò đánh nhau rồi mỗi chết, Thạch Hạo ở xung quanh suýt bị vạ lầy. Cũng may Thanh Lân Ưng xuất hiện mang cậu rời đi. Đúng lúc này Toàn Nghề tưởng như đã chết, lại một lần nữa đứng dậy. Chỉ với một chiêu tung ra đã khiến Ngưu Mao Vương và kinh công về với đất mẹ. Thậm chí Thanh Lân Ưng đứng phía xa cũng bị thổi bay ra xàm. Xong chuyện, thân hình của Toàn Nghề cũng đã ngã xuống, khí tức sinh mệnh biến mất một cách nhanh chóng. Thạch Hạo vui mừng, không ngờ rằng bảo thẻ của Toàn Nghề cuối cùng lại bị mình đoạt được. Tuy nhiên, ngay khi sắp về với Thạch Thôn thì Thanh Lân Ưng không tự chủ được rơi xuống đất. Hóa ra nó cũng trúng phải khí độc của Toàn Nghề. Lần này coi như nguy rồi, Thạch Hạo vừa định về thôn tìm người trợ giúp thì đã bị phục kích. Phía xa xa xuất hiện một đám người. Bọn chúng không chào hỏi câu nào đã xuất thủ bắn về phía Thạch Hạo vô số cung tên. Đám người vừa động thủ là người của Bái Thôn do Bái Phong cầm đầu. Mục tiêu của hắn ta nhắm tới cũng là thi thể của Toàn Nghề. Hành động cướp đồi trắng trợn như vậy, đương nhiên Thạch Hạo sẽ không đồng ý rồi. Rất nhanh đôi bên bắt đầu động thủ chứ không động khẩu. Bái Phong bị đập cho ra bã, chỉ là hắn lại luồn lẹo cầu xin tha mạng, khiến Thạch Hạo động tâm. Nhân cơ hội Nam Chính không để ý, hắn ta lập tức ra tay đánh lén. Tức giận vì chuyện này, Thạch Hạo lao lên tấn công liên tục, khiến tên Bái Phong về với đất mẹ luôn. Trong lúc còn bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên giết người thì đám thuộc hạ của Bái Phong đồng loạt giơ cung tên, chuẩn bị động thủ. May mắn đội thợ săn của Thạch Thôn xuất hiện kịp lúc, hạ gục đám người bên kia trong nháy mắt. Hành động này trực tiếp khiến tế linh của Bái Thôn tức giận nên phải ra mặt. Có thể nói rằng, thực lực của lão Bái kia vô cùng lợi hại, lấy một đánh hai vẫn ung dung chiếm thế thượng phong. Thấy tình hình không ổn, Thạch Hạo ngay lập tức lao lên tấn công, đôi bên giao thủ nhẹ vài chiêu. Không ngờ rằng cậu nhóc này lại có thể đánh ngang ngửa với đối phương. Trên thực tế là vậy, nhưng lão ta vô cùng xảo hoạt, e rằng vẫn còn hậu chiêu và đúng là như vậy, Thạch Hạo rất nhanh bị đánh bay ra sàm. Lúc này hắn cũng ngạc nhiên, tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực như vậy, quả thực rất hiếm có, nếu để trưởng thành thêm nữa thì ắt thành hậu họa. Cho nên ngày hôm nay phải nhổ đi mối nguy này. Thạch Hạo sau khi đỡ được một chiêu của đối phương cũng kiệt sức, cậu cầu xin tế linh giúp đỡ. Dù tế linh của Thạch Thôn không thể rời khỏi thôn như lão Bái, nhưng Liễu Thần dường như vẫn có thể nghe thấy lời thỉnh cầu này. Đúng lúc lão Bái tưởng phần thắng sẽ thuộc về mình thì phía bầu trời xuất hiện dị tượng. Lá của Liễu Thần xuyên không gian mà tới, chỉ với một chiêu đã dễ dàng hạ gục tế linh của Bái Thôn. Tế linh đã chết, Bái Thôn sẽ không dám khiêu khích nữa. Lúc này Liễu Thần cũng mở miệng nói chuyện, đại hoang thiên tai sắp xảy tới, nơi này đã không thể ở lâu thêm nữa. Hy vọng mọi người hãy chuẩn bị đầy đủ để tránh hậu họa. Về phần Thạch Hạo, cậu ta có một vấn đề muốn hỏi thăm, đó chính là tung tích của cha mẹ mình. Tuy nhiên Liễu Thần sau khi nghe xong lại không có động tĩnh gì. Thôn trưởng thấy vậy liền an ủi, tế linh không muốn nói nhất định là có nỗi khổ tâm. Bọn họ vẫn tại thế, chỉ cần Thạch Hạo sống tốt, cho nên mạnh mẽ thì nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Nghe những lời đó, Thạch Hạo liền quyết tâm. Ngày qua ngày, Thạch Hạo vẫn miệt mài luyện tập. Từ lúc Thái Cổ mới bắt đầu, tổ tiên nhân tộc từ trong bảo cốt của Thái Cổ dị chủng phát hiện ra phù văn. Những phù văn này ẩn chứa sức mạnh đại đạo chân ý. Muốn nắm vững và phát huy hoàn toàn sức mạnh của đại đạo chân ý, nhất định phải đem phù văn dẫn vào thể nội. Dùng tình nguyên bản thân tiến hành rèn luyện nó, để nhục thân hòa vào thiên địa tự nhiên đạt tới cảnh giới hợp nhất. Loại cảnh giới này xưng là bản huyết cảnh. Bản huyết cảnh là bước đầu tiên bước vào con đường tu hành. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, Thạch Hạo cũng tu luyện xong, lúc này một chiêu tung ra có thể phá hủy một ngọn núi nhỏ. Xong chuyện, thôn trưởng đưa cậu đến một hang động. Ngày hôm nay sẽ tiến hành tẩy lễ, lấy nhục thân của bản huyết cảnh, kết hợp với tòa dược đỉnh do tổ tiên để lại, cùng với đan thuốc, lại thêm tinh nguyên của Toàn Nghề làm thuốc dẫn. Tẩy lễ một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại giữ chừng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới căn cốt. Rất nhanh quá trình tẩy lễ cũng bắt đầu. Ở Đại Hoang Sơn Mạch, Sơn Bảo xuất thế, điều này thu hút bốn đại chí tôn sinh linh tới tranh giành.
Tôn Ngộ Không phiên bản tỏ sắc cùng với quái thú kỳ cùng giao thủ, mà trên không trung, Chu Tước cùng với Thôn Thiên Tước cũng đánh nhau. Trận chiến đoạt bảo đó khiến núi lửa tại Đại Hoang Sơn Mạch phun trào mãnh liệt. Mọi thứ xung quanh sắp bị hủy diệt, mặt đất rung động và sắp bị dung nham nhấn chìm. Đây chính là thiên tai mà Liễu Thần đã nói trước đó. Không theo lâu thêm nữa, người dân trong Thạch Thôn đồng loạt thu dọn đồ đạc. Lúc này Liễu Thần lại có động tĩnh, đồng thời mở ra thông đạo truyền tống để di rời Thạch Thôn khỏi nơi này. Thời gian cấp bách, mọi người phải nhanh chóng hành động. Chỉ là quá trình tẩy lễ của Thạch Hạo vẫn đang trong giai đoạn mấu chốt nên thôn trưởng đành phải ở lại trông coi. Cuối cùng giai đoạn mấu chốt cũng tới, chỉ cần dung hợp tinh nguyên của toàn nghề nữa là thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, hang động lúc này sắp bị sập rồi. Vì tranh thủ thời gian, thôn trưởng đành phải ra ngoài liều mình một phen. Một hồi sau quá trình tẩy lễ cũng xong, đúng lúc vừa xong thì hang động cũng từ từ sụp đổ. Lúc này Thạch Hạo mới ngỡ ngàng, nãy giờ mải mê tu luyện nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Không chờ đợi thêm, cậu liền nhảy lên lưng của Thanh Lân Ưng rồi cùng với thôn trưởng rời đi. May mắn vào phút chót, hai người cũng kịp tiến vào không gian truyền tống. Không biết trải qua bao lâu, mọi người cũng tỉnh lại, tất cả đều đã được truyền tống tới nơi khác. Khung cảnh nơi đây hoàn toàn khác với Thạch Thôn trước đó. Nếu Thạch Thôn là một vùng đất sa mạc hoang tàn thì ở đây lại tràn ngập màu xanh, cây cối, thực vật sinh trưởng vô cùng tốt. Hiển nhiên là bọn họ đã không ở trong Đại Hoang nữa rồi. Người Thạch Thôn đời đời kiếp kiếp sinh ra và lớn lên tại Đại Hoang. Bây giờ Đại Hoang đã bị hủy, căn mạch cũng đã mất, cho nên đành phải ở lại nơi này. Đại Hoang đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy, Thạch Hạo sợ phụ thân mẫu thân của mình ngộ nhỡ tới đón nên quyết định quay lại xem xét, đồng thời để lại bản đồ chỉ dẫn. Nói rồi liền cùng với Thanh Lân Ưng xuất phát. Trở lại Thạch Thôn, quả nhiên nơi đây đã bị phá hủy không thể tiếp tục sinh sống nữa. Vừa mới để lại ký hiệu thì mặt đất bỗng dưng rung động, thì ra động tĩnh này là do Tôn Ngộ Không bản tỏ xác làm ra. Vì bị thương quá nặng nên thân thể to lớn đã bị biến trở về bộ dạng ấu thể mới sinh. Thạch Hạo cầm trên tay thích thú, cậu quyết định gọi nó là Mao Cầu. Ở phía xa chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một thiếu nữ tên Hỏa Linh Nhi. Thấy Thạch Hạo không hề biết lai lịch của nó nên Hỏa Linh Nhi lập tức lên tiếng giải thích, đây chính là chú yếm. Nhìn thấy người xuất hiện phía sau mình, Thạch Hạo lập tức cảnh giác. Hỏi thăm tên tuổi thì đối phương không nói, hơn nữa lại còn muốn đoạt lấy chú yếm. Không quen không biết, tên tuổi cũng không nói, cho nên Thạch Hạo lập tức từ chối. Thậm chí còn gán cho Hỏa Linh Nhi biệt danh nữ lừa đảo. Không thể thuyết phục, nàng ta quyết định dùng tình bích mua lại, nhưng Thạch Hạo quanh năm suốt tháng sống tại hoang mạc. Ngày bình thường toàn dùng sữa thú để đổi lấy đồ dùng, hoàn toàn không biết đến tiền tệ. Tình bích cũng là thứ lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên lập tức quay mặt làm ngờ. Hơn nữa, nếu như đây thực sự là chí tôn sinh linh chu yếm, cậu nhất định sẽ mang về làm thịt. Sơn giã thôn phù quả nhiên không thể nói chuyện bằng lời, Hỏa Linh Nhi lập tức dùng thực lực động thủ. Chỉ là Thạch Hạo cũng không kém, sau vài chiêu giao thủ liền dễ dàng đánh bại đối phương. Tức giận vì bị ăn hiếp trắng trợn, hơn nữa lại không thể dùng lời nói để giải thích, Hỏa Linh Nhi liền khóc lóc. Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng khóc lóc thì Thạch Hạo đã quay lại, đôi bên ngồi xuống tâm sự với nhau. Hóa ra mấy lời nói vừa nãy là đang trêu ghẹo Hỏa Linh Nhi mà thôi. Nhìn vào Mao Cầu, cậu cũng biết được lai lịch của nó chắc chắn không đơn giản, nên muốn mang về thôn nhờ tế linh chữa trị. Hỏa Linh Nhi nghe vậy càng thêm cảm khái, chính chu yếm đã góp phần hủy đi Đại Hoàng. Cậu ta không những không tức giận mà còn muốn chữa thương cho nó. Điều này làm cho cô nàng lại có một cái nhìn khác đối với Thạch Hạo. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì có một cỗ xe ngựa đi tới. Người phụ xe lại xưng hô Hỏa Linh Nhi là điện hạ, hiển nhiên là thân phận nàng ta vô cùng đặc thù. Không ở lại thêm, Hỏa Linh Nhi liền lên xe rời đi. Nếu lần sau gặp lại sẽ không nương tay nữa. Về phần Thạch Hạo, cậu cũng lập tức quay về thôn, đồng thời đem Mao Cầu cho Liễu Thần trị thương. Tính mạng của nó tuy không đáng ngại, nhưng thân thể sụp đổ, linh thức gần bị diệt, sao là thần uy khó khôi phục được. Đặc biệt là lai lịch của nó phải giữ bí mật, nếu không sẽ bị người khác dòm ngó dẫn tới tai họa. Xong chuyện, thôn trưởng đưa bảo cốt của toàn nghề cho Thạch Hạo. Nhân lúc hoạt tính phủ văn bên trong vẫn còn, cậu cần phải ghi nhớ toàn nghề bảo thuật này trong lòng. Cái này đối với việc tu luyện sau này có lợi rất lớn. Nghe tới đây, Thạch Hạo lần nữa hỏi về phụ thân cùng mẫu thân của mình. Cậu thực sự muốn biết, có phải bọn họ đã không cần mình nữa hay không? Đại Hoang cũng bị hủy rồi, bọn họ vẫn như cũ không xuất hiện. Nếu so sánh với Hỏa Linh Nhi thì trái ngược hoàn toàn. Dù cho nàng ta có chạy tới chân trời góc biển thì phụ thân nàng cũng sẽ cho người tới để đưa về. Nghe những lời này, Liễu Thần cũng lên tiếng an ủi. Tung tích của phụ thân mẫu thân đều ở trong linh thức của cậu, chỉ là cậu lại chẳng nhớ điều gì nữa. Tuy nhiên muốn cưỡng ép mở ra linh thức cũng không phải không có cách. Nếu có thể đạt tới cực cảnh của bản huyết cảnh, nhấc nổi chiếc đỉnh 10 vạn cân này lên, tới lúc đó Liễu Thần sẽ trợ giúp cậu mở ra linh thức. Tuy cửa ải này khó gấp đôi người bình thường, nhưng nếu thành công thì vô cùng có lợi. Nghe vậy Thạch Hạo cũng không từ chối, cậu lập tức tiến lên thử một phen.
Tuy nhiên còn chưa kịp tới gần trước đỉnh thì đã bị sấm sét của nó đánh bật lại. Thời gian tiếp theo, Thạch Hạo đều miệt mài tu luyện, lúc rảnh rỗi liền cùng với đám huynh đệ đi chơi chọc yêu thú. Sau nhiều lần bị lôi điện giật cho ngu người thì cậu cũng bắt đầu nhìn ra bí mật của toàn nghề bảo thuật. Toàn nghề bảo thuật cũng chính là lôi pháp chi thuật. Tuy không thể nhìn rõ nhưng mượn nó để rèn luyện nhục thân cũng đủ rồi. Quả nhiên là có hiệu quả, nhục thân sau khi được rèn luyện đã mạnh lên không ít. Lôi điện từ đỉnh phát ra dần dần đã không còn tác dụng nữa. Cho đến một ngày, sự cố gắng của Thạch Hạo đã được đền đáp. Điều kiện mà Liễu Thần đặt ra cuối cùng cũng thông qua. Từ đó Liễu Thần sẽ giúp cậu mở ra linh thức. Mở đầu tập phim kế tiếp là những hình của quá khứ. Năm đó, tổ phụ Thạch Trung Thiên vì chuẩn bị tẩy lễ chân nguyên cho Thạch Hạo đã giết một con tỳ hưu con, dẫn tới tỳ hưu mẹ một đường truy sát không bỏ, từ đây sống chết không rõ. Cha mẹ cậu sau khi biết tin liền chuẩn bị tiến về bách tộc chiến trường tìm kiếm tung tích. Nơi này là Vũ Vương Phủ, đây là Thạch Hạo năm đó, đây là Đại Nương, đây là mẫu thân, còn người này là phụ thân tên Tử Lăng, người này là Tứ Thái Gia. Lúc này mẫu thân cùng phụ thân cậu đang chuẩn bị lên đường tìm cha mình. Vì Thạch Hạo còn nhỏ nên đành phải để lại cho các trường bối trông coi. Nhìn thấy hai người rời đi, Thạch Hạo đau buồn chạy theo khóc nức nở. Cậu nhóc này là con của Đại Nương tên Thạch Nghị và là sư huynh của Thạch Hạo. Trời sinh có hai đồng tử ở mắt, gọi là trọng đồng. Trong lúc dùng trọng đồng quan sát, cậu ta phát hiện trong cơ thể Thạch Hạo có một khối xương, phủ văn phức tạp, ảo diệu khó dò. Nghe vậy, Đại Nương liền nhận ra đây là chí tôn cốt. Ngay lập tức nàng ta liền nổi lòng tham, chuyện này tuyệt đối đừng nói cho ai biết. Vì đi tìm Thạch Trung Thiên, mẫu thân cùng phụ thân cậu đi khắp nơi tìm kiếm mấy tháng trời, nhưng kết quả vẫn là không có một chút tin tức. Về phần Đại Nương, trong suốt khoảng thời gian Tử Lăng cùng với nương tử của mình không có ở nhà, đã âm thầm lên kế hoạch cướp đoạt chí tôn cốt. Thạch Hạo vì lúc này non nớt nên chỉ cần dùng một chút thủ đoạn đã mắc câu. Nơi này là Thạch Thất, Thạch Hạo sau khi bị dụ dỗ vào bên trong liền lập tức bị khống chế. Thì ra Đại Nương đang muốn tháo lấy chí tôn cốt rồi gắn ghép vào người con trai mình. Tưởng rằng mọi thứ có thể chót lọt, quỷ không hay thần không biết, nhưng không ngờ rằng Aman trong lúc vô tình đi qua lại nhìn thấy toàn bộ, nàng ta lập tức chạy đi báo tin. Tuy nhiên trước khi Tư Thái Gia chạy tới thì quá trình gắn ghép đã thành công. Thạch Hạo vì mất đi chí tôn cốt, cộng thêm thân thể suy nhược nên bị biến thành bộ dạng trẻ sơ sinh. Hành động cướp đoạt chí tôn cốt này tuy rằng độc ác, nhưng nội bộ trong tộc lại phân chia, một bên là Tứ Thái Gia, còn bên đối lập là của Thạch Uyên. Tứ Thái Gia muốn ngay lập tức đem hai mẹ con Thạch Nghị ra xử tử. Thạch Uyên lập tức ngăn lại, bây giờ chí tôn cốt đồng hòa là một thể với Thạch Nghị, ván đã đóng thuyền rồi, hơn nữa cơ thể Thạch Hạo lại suy yếu không thể bồi dưỡng chí tôn cốt. Cả hai phía cứ như vậy cãi nhau kịch liệt. Dù sao tình hình hiện tại vẫn là Thạch Nghị có được tiềm chất của thượng cổ thánh nhân, tương lai nhất định đứng trên vạn tộc. Đây là lợi ích của gia tộc, lão tổ sau khi suy nghĩ cũng đồng ý. Thạch Hạo đã không thể tiếp nạp chí tôn cốt được nữa, vậy nhưng chí tôn cốt của Thạch tộc tuyệt đối không thể bởi vậy mà biến mất được. Trước mắt chỉ có thể bù đắp cho Thạch Hạo. Kết quả này hiển nhiên là vô cùng thiên vị, nếu như đã không còn có cơ hội trở thành cường giả sẽ ngay lập tức bị vứt bỏ. Tuy nói là sẽ bù đắp, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị gia tộc đào thải. Hai vợ chồng Tử Lăng sau khi biết tin liền gấp rút quay về. Aman biết ở trong phủ đã không còn an toàn nữa. Chỉ cần Thạch Hạo vì nguyên nhân nào đó mà chết đi thì sẽ không còn ai đòi lấy chí tôn cốt nữa. Cho nên Aman nhân cơ hội đưa cậu ta rời đi. Thạch Uyên sau khi nhận được tin tức liền cho người tìm kiếm. Nếu có cơ hội, lập tức giết người diệt khẩu. Đúng lúc vừa chạy ra bên ngoài thì vợ chồng Tử Lăng cũng trở về. Nhìn thấy con trai bị người khác hãm hại, trong lòng hai người vô cùng phẫn nộ. Aman đem toàn bộ tin tức truyền lại. Nghe xong chuyện, cơn thịnh nộ trong lòng Tử Lăng càng dâng lên. Ngày hôm nay hắn quyết định sẽ báo thù rửa hận, nợ máu thì phải trả bằng máu. Ngay lập tức, hai vợ chồng liền một đường xông vào bên trong Vũ Vương phủ. Đám thì về lao lên bao nhiêu đều bị đánh bại bấy nhiêu. Cuối cùng Thạch Uyên phải ra mặt khuyên giải nhưng không thành. Sau đó chỉ còn cách lấy lý do Tử Lăng đã nhập ma để thanh lý môn hộ. Hai bên không nói nhiều liền động thủ. Thạch Uyên vốn không phải đối thủ nên chỉ sau vài chiều đã bị đánh bại. Lúc này Đại Nương cũng được mang ra để cho hai vợ chồng xử trí. Trải qua một lần chất vấn, Đại Nương vẫn ngoan cố chống lại. Dù sao thì gạo đã nấu thành cơm rồi, có làm gì đi chăng nữa cũng đã muộn. Tử Lăng nghe xong tức giận làm một thương tiễn vị tàu tàu của mình về với đất mẹ luôn. Để đòi lại công đạo, hắn sẽ lấy lại chí tôn cốt từ trên người Thạch Nghị trả cho Thạch Hạo. Tuy nhiên, quá trình đó ngay lập tức bị lão tổ cắt ngang. Lão tổ ra mặt cũng không thể giải quyết được. Thực lực người nào mạnh hơn thì tiếng nói sẽ thuộc về người đó. Biết mình không địch lại, vì lão tổ chọn cách mượn thần uy từ chí tôn cốt và trọng đồng của Thạch Nghị để chấn áp hai vợ chồng Tử Lăng. Sức mạnh từ chí tôn cốt quả nhiên không tầm thường. Tuy nhiên không thể vì thế mà chịu chết được. Tử Lăng dùng hết sức mình xuất ra một kích.
Một lực lượng khủng bố bạo phát ra xung quanh, kết quả còn chưa rõ thì phim đã chuyển cảnh. Chỉ biết rằng hai người họ về sau bị lưu đày tới tổ địa thứ hai của Thạch Quốc. Bọn họ dựa theo địa đồ lão tổ Thạch tộc đưa cho để tìm được Thạch Thôn này. Thạch Thôn mới là tổ địa thực sự, Thạch Hạo ở nơi này mới có cơ hội phục hồi. Nhưng vì lo lắng hành tung bại lộ nên đã quay về tổ địa. Nghe vậy Thạch Hạo lập tức muốn tới đó tìm mẫu thân cùng phụ thân mình. Thôn trưởng liền can ngăn, tổ địa thứ hai lại quá xa, dọc đường yêu thú hoành hành. Tuy nhiên Thạch Hạo vẫn không bỏ cuộc, cậu ngày nào cũng nhớ tới hai người họ nên vẫn quyết tâm lên đường. Không thể khuyên ngăn, thôn trưởng chỉ còn cách đồng ý, sau đó đưa cho cậu một khối bảo cốt nguyên thủy chân dài. Vào một đêm mấy chục năm trước, Liễu Thần cùng với khối bảo cốt này chìm trong biển lôi điện từ trên trời rơi xuống. Nguyên thủy chân dài là giải thích ý nghĩa nguyên bản nhất của phù văn, với trình độ bản huyết cảnh và tư chất của cậu đã có thể lĩnh hội. Trước khi cậu rời đi, Liễu Thần cũng không quên nhắc nhở cùng động viên, cỏ cây héo lại rồi cũng xum xuê, cũng có nghĩa rằng chí tôn cốt trong cơ thể cậu còn có ngày sẽ tái sinh. Từ trong hủy diệt niết bàn trùng sinh, chắc chắn sẽ vượt xa quá khứ. Cuối cùng Thạch Hạo cùng Mao Cầu cũng lên đường, tuy trên đường có rất nhiều yêu thú, nhưng xui xeo thay, tất cả đều bị Thạch Hạo làm thịt hết con này tới con khác. Ngày hôm đó trên đường đi qua một cánh rừng, cậu lập tức nhận ra nơi này khác thường. Bình thường ở mỗi một cánh rừng đều có yêu thú làm loạn, vậy nhưng hôm nay lại vô cùng yên tĩnh. Vừa dứt lời thì đã có một con hổ lao tới, nhìn dáng vẻ nó đúng là đang bị thương nặng, hiển nhiên nơi này không phải chỉ riêng một mình Thạch Hạo. Rất nhanh Thạch Hạo cũng đập cho con hổ nằm sấp mặt, vừa mới định lấy nguyên thủy bảo cốt từ trên người nó thì nó lại chọn cách tự hủy. Đúng lúc này một cô gái đi tới, hiển nhiên nàng ta vừa nãy đã cùng với con hổ này giao thủ. Con mồi bị người khác tranh đoạt, thậm chí đối phương còn muốn lấy toàn bộ thân thể, chỉ nhường lại cái đuôi nên nàng ta đương nhiên sẽ tức giận. Đôi bên đấu không một hồi rồi quyết định dạy dỗ nhau. Nhưng trước khi động thủ thì nàng ta đã nhận ra thân phận của Mao Cầu. Tới đây thì mọi chuyện được sáng tỏ, người thiếu nữ trước mặt hóa ra lại là Hỏa Linh Nhi. Vì cái vẻ ngây ngô chưa trải sự đời, lần trước khán cho Hỏa Linh Nhi là nữ lừa đảo. Lần này vừa gặp mặt đã gọi nàng ta là dùng lửa mập và nữ nhân mập, nên kết quả là suýt bị nàng ta dùng hỏa diệm đốt cho ngu người. Mao Cầu ở bên cạnh cũng đành giơ hai tay vẻ bất lực, tuy nhiên hành động của hai người giao thủ lại trực tiếp khiến yêu thú ở gần đây thức giấc. Một con mãng xà siêu to khổng lồ xuất hiện, hai người đành phải bỏ qua hiểm khích mà dắt tay nhau chạy trốn. Sau một hồi chạy đi, Hỏa Linh Nhi quyết định dừng lại, lần này sẽ thể hiện cho Thạch Hạo xem. Nàng tự tin có thể xử lý nó, định dùng lửa đốt nó thành thịt quay nhưng không ngờ, không thể gây chút tổn thương nào mà ngược lại còn gặp nguy hiểm. Con này quá lợi hại, công kích bình thường đối với nó đơn giản chỉ là gãi ngứa, cho nên Thạch Hạo đành phải sử dụng toàn nghệ bảo thuật tấn công. Quả nhiên là có tác dụng, mỗi chiêu liền tiễn yêu xa khổng lồ lên đường, đổi lại thì cậu cũng bị ngất đi vì quá sức. Không biết trải qua bao lâu, Thạch Hạo lần nữa tỉnh lại, biết cậu ta thích uống sữa nên Hỏa Linh Nhi đã chuẩn bị sẵn đồ uống. Nàng lấy nước từ trứng của hậu duệ thái cổ thần điều mời chào. Nhưng mà Thạch Hạo lại từ chối, cậu đã hứa với Tử Vân là sẽ không ăn trứng chìm nữa. Tự dưng lại lời ra một cái tên Tử Vân, quan hệ với Thạch Hạo cũng không tệ. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, giọng nói dễ nghe, tính tình thủy mị. Hơn nữa còn vì Tử Vân mà từ chối ăn trứng chim do Hỏa Linh Nhi chuẩn bị. Điều này khiến nàng ta cực kỳ thất vọng và nước mắt cá sấu lại rơi. Biết được quả trứng chim này là Hỏa Linh Nhi vất vả lắm mới tìm được nên Thạch Hạo đã cầm lên uống. Hương vị quả thật không tệ, nhưng vẫn còn thiếu gia vị. Loại gia vị đồ nướng do tộc trưởng trong thôn làm. Bất luận là trứng chim hay trứng nướng sau khi thêm gia vị đều là tuyệt phẩm, tới rồi lập tức thực hành. Vì mải mê ăn uống, bọn họ quên mất lai lịch của quả trứng này. Sau khi bị Mao Cầu nghịch ngợm ném ra ngoài, vòi trứng liền phát ra ánh sáng. Dựa vào ánh sáng đó, chim mẹ rất nhanh đã phát hiện ra vị trí của kẻ trộm. Nhận định mình không phải đối thủ, nên Thạch Hạo cùng với Hỏa Linh Nhi cưỡi ngựa bỏ chạy. Nếu so sánh tốc độ, con hung cầm này hoàn toàn vượt xa ngựa gió của Thạch Hạo, hơn nữa nó còn liên tục công kích, lần này e rằng khó thoát. Cũng may là ông trời không tuyệt đường sống, phía trước mặt là một con sông, cả người lẫn ngựa cứ như vậy lao xuống. Dòng sông này có tên là Thái Âm, nhiệt độ dòng nước vô cùng lạnh, chỉ cần chạm tới nước liền đóng băng. Nghĩ rằng loài người bị ổi này đã bị chết cóng nên chim mẹ đành tự bỏ. Tuy nhiên Thạch Hạo sau khi rơi xuống lại không gặp vấn đề gì, còn Hỏa Linh Nhi thì khác. Nếu ở dưới lâu thêm nữa chắc chắn nàng ta sẽ thành món thịt đông lạnh, cho nên Thạch Hạo phải nhanh chóng đưa người lẫn ngựa lên bờ. Chỉ là phía trước lại có thác nước và cả đám rất không may bị rơi xuống. May mắn là không có bất cứ nguy hiểm nào tới tính mạng. Ở bờ sông đối diện xuất hiện vài thân ảnh nữ nhân xinh đẹp, không ngờ rằng Thạch Hạo lại có thể chạy trốn từ sông Thái Âm, đồng thời còn cứu bạn thành công. Thực lực và nhân phẩm không tệ, Hạ U Vũ liền ra lệnh cho người điều tra lai lịch của Thạch Hạo. Lúc này Hỏa Linh Nhi đã ngất xỉu, nhìn thấy Mao Cầu có thể làm cho chú ngựa tỉnh lại nên cậu lập tức để nó tới giúp Hỏa Linh Nhi.
đã truyền nguyên khí rồi mà nàng ta vẫn chưa tỉnh lại, không còn cách nào khác, Thạch Hạo đành phải dùng tới chiêu cuối. Cuối cùng thì Hoa Linh Nhi cũng tỉnh dậy. Vừa mới nhìn rõ ràng thì đã thấy hai bàn tay của tên kia để trên ngực mình, cho nên lập tức tặng cho Thạch Hạo một cái tát vào mặt, khuyến mại thêm vô số công kích. Thấy toàn bộ đòn tấn công của mình không làm gì được tên số tiểu tử kia, Hoa Linh Nhi tức giận, mà Thạch Hạo thì lại càng tức giận hơn, rõ ràng là mình đã cứu nàng ta. Không cảm ơn thì cũng thôi đi, bây giờ lại lên cơn điên tấn công liên tục. Nếu còn công kích nữa thì cậu ta sẽ đánh trả. Nghe những lời này, Hoa Linh Nhi tức giận quay người rời đi. Thạch Hạo cũng cảm thấy làm ơn mắc oán nên cũng quay xe luôn. Trên đường đi, đám nữ nhân xinh đẹp do Hạ U Vũ dẫn đầu vẫn một mực bám đuôi quan sát. Lần này bọn họ quyết định thăm dò thực lực của Thạch Hạo. Ba người nhảy xuống định giao thủ nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị một đòn hạ gục. Theo đó buộc Hạ U Vũ đành phải tự thân ra tay, kết quả vẫn là bị Thạch Hạo khống chế lại. Tại đây nàng ta mới giải thích bọn họ không có ý xấu. Sau màn giao thủ nhẹ vừa rồi, Hạ U Vũ cũng vô cùng kinh ngạc. Tiềm lực của Thạch Hạo vô cùng mạnh mẽ, tuổi còn nhỏ mà thực lực đã kinh người. Nhân tài như thế này rất nên lôi kéo. Nói rồi nàng đưa cho Thạch Hạo một cái lệnh bài, đợi tới khi Bổ Thiên Các triều sinh, hãy cầm theo nó tới báo danh là có thể vào thẳng. Thạch Hạo cầm lệnh bài này trên tay không từ chối. Cậu chắp tay cảm ơn và cũng tiện tay lấy luôn một cái tên ra là Hạo Thiên để chào hỏi với đối phương. Không còn chuyện gì nữa, Thạch Hạo lập tức cáo từ rồi rời đi. Nơi đổ nát rách dưới này chính là tổ địa thứ hai. Thạch Hạo tò mò, không biết là mẫu thân phụ thân mình rốt cuộc đang ở đâu, cũng không biết bọn họ còn nhận ra ta nữa không. Vừa mới đi tới cổng đã nhìn thấy chuyện bất bình, cậu thiếu niên trẻ tuổi này là Thạch Thành Phong. Từ trước tới giờ, Thạch Thành Phong vẫn một mực làm thế thân dài cho Thạch Hạo. Kết quả là cậu ta liên tục bị người khác ức hiếp, thậm chí ngay cả người hầu cũng muốn ngồi lên mặt dạy dỗ cậu. Thấy chuyện bất bình, đương nhiên Thạch Hạo sẽ ra tay dạy dỗ cho hai tên kia một trận. Tuy nhiên, nơi này đã được bố trí sẵn tai mắt của Vũ tộc. Người thanh niên này tên là Vũ Mộng, còn người con gái là Vũ Yên. Chuyện Thạch Hạo quay trở lại lập tức được tên thị vệ bẩm báo. Nếu người đã tới rồi, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Ở trong phòng, năm đó để cho Thạch Thành Phong làm thị thân, cậu ta vẫn không oán trách xa xa của mình chút nào. Thạch Hạo nhìn thấy hai ông cháu tình thâm nghĩa đậm cũng động lòng bước vào. Sự xuất hiện đó làm lão Gia Gia cảm thấy rất vui. Năm đó Vũ tộc nghĩ ra mọi cách tra tấn hai ông cháu, còn mưu chuộc bọn ác bộc nơi này để ra tay. Kết quả khiến cho chân của Thành Phong bị thương nặng. Về phần mẫu thân phụ thân cậu, năm đó sau khi bọn họ từ tổ địa chính trở về, vì để muốn khôi phục thương thế cho Thạch Hạo nên đã đến Thái Cổ Thần Sơn tìm thánh dược. Kể từ đó không thấy hồi âm nữa, Thạch Hạo ngỏ ý muốn mời hai người rời khỏi nơi này để tới Thạch Thôn sinh sống. Nghe vậy, Thạch Thành Phong cảm thấy rất vui. Đúng lúc đang nói chuyện dở dang thì kẻ địch cũng tìm tới cửa. Người tới lần này là Vũ Mộng, mới xuất hiện còn chưa kịp chào hỏi, hắn ta đã ra lệnh cho sát thủ lao lên tấn công. Hai bên vừa lao lên chưa kịp làm gì đã bị Thạch Hạo đánh bay ra xa. Tiếp tục hai tên khác nhảy lên tìm chết, lần này vẫn như cũ bị đánh bay ngược lại. Vũ Mộng liền cho toàn bộ người lao lên định chơi hội đồng, ai ngờ cả đám ngay lập tức bị hạ gục. Thấy vậy, Vũ Mộng liền phải tự tay xuất thủ bắn về phía Thạch Hạo vô số công kích, vậy nhưng đều bị chặn lại. Tuy nhiên vì chiến đấu ban nãy mà khí lực trong cơ thể cậu cũng giảm sút đáng kể. Hiện tại chỉ có thể thi triển toàn nghệ bảo thuật một lần, cho nên nhất định phải tìm đúng thời cơ. Vũ Mộng lần nữa mỉa mai, hắn cũng không ngờ rằng nam chính của chúng ta lại có chút bản lĩnh. Có điều ngày hôm nay gặp phải hắn, kết cục chỉ có con đường chết. Vừa dứt lời thì đã có một đòn công kích từ phía sau Thạch Hạo, may mắn là kịp thời né tránh. Hóa ra người vừa xuất thủ chính là Vũ Yên. Mới xuất hiện, Vũ Yên cũng không quên ở đó nói nhảm một hồi. Thạch Hạo đứng trước sự vây công của hai người lập tức rơi vào thế yếu. Trong thời khắc nguy cấp, lão Gia Gia không tiếc thân mình lao ra đỡ cho nam chính một đòn. Vốn dĩ thân thể lão đã suy yếu, nay lại bị trúng chiều, kết quả chắc chắn sẽ phải chết. Tức giận vì chuyện này, tức giận vì Vũ tộc cứ như vậy cướp đi từng người thân bên cạnh mình. Thạch Hạo lần nữa đứng lên, hôm nay quyết định sẽ tiễn hai người kia về với đất mẹ. Nói rồi Thạch Hạo lao lên không trung và thi triển ra toàn nghề bảo thuật. Toàn nghề bảo thuật quả nhiên lợi hại, hơn nữa còn là khắc chế với Vũ tộc. Hai người Vũ Mộng và Vũ Yên còn đang hoảng hốt chưa kịp định thần thì đã bị mồi chiều giết chết dễ dàng. Xong chuyện, Thạch Hạo mang theo Thạch Thanh Phong rời đi, nơi này đã không thể ở được nữa rồi. Trở lại Thạch Thôn, cuối cùng hai người cũng về tới. Tuy nhiên, Thạch Thôn hiện tại dường như mới trải qua một trận tấn công. Hỏi ra thì biết được, đầy khoang đột nhiên xuất hiện một đám giặc, tàn sát cướp bóc khắp nơi. Thủ lĩnh của bọn chúng lại là cường giả động thiên cảnh không ai địch lại. Trước đây không lâu, bọn chúng tới Thạch Thôn, hơn nữa đội đi săn lại ra ngoài. Mà Liễu Thần Tư sau khi Thạch Hạo rời đi liền một mực ngủ say không tỉnh. Thanh Lân Ưng cũng mang theo Tử Vân ra ngoài rèn luyện. Lúc đó trong thôn chỉ còn lại một mình thôn trưởng là có sức chiến đấu, cho nên thôn trưởng đành phải lấy thân mình ngăn cản, kết quả là thua cuộc và bị bắt đi.
Bọn chúng ép Thạch Thôn 3 ngày sau phải giao nộp do nguyên thủy bảo cốt và kim loại hiếm, nếu không sẽ hành quyết tộc trưởng. Lần này Đậu Đi San trở về là để tập hợp lực lượng cùng nhau cứu người. Nghe vậy Thạch Hạo liền khuyên ngăn. So sánh thực lực thì bên đối phương áp đảo quá nhiều, để cho đội thợ săn đi làm nhiệm vụ giải cứu không khác gì là đi tìm chết. Hơn nữa thực lực của cậu cũng đã là cực cảnh của bản huyết cảnh, chỉ kém động thiên cảnh một bước, cho nên cậu muốn tự mình hành động. Dù đã khuyên ngăn, vậy nhưng mà ý của đội thợ săn đã quyết rồi, biết là không có phần trăm địch lại, nhưng vẫn cứ phải đâm đầu vào chỗ chết đã. Không thể thuyết phục, Thạch Hạo đành phải bế quan đột phá động thiên cảnh. Động thiên là một cảnh giới, cũng là một thủ đoạn tu hành hấp thu tinh hoa trời đất, ngộ ra ý nghĩa chân chính của đạo phù và hiểu được trật tự và quy tắc biến hóa của thế giới này. Liễu Thần từng nói, nguyên thủy chân giải làm sáng tỏ huyền bí của thiên địa, nhờ vào nó để tu hành có thể giúp đột phá. Ở trong hoặc ngoài cơ thể con người, mở ra thông đạo bất diệt, không ngừng cô động tích lũy mới có thể được lợi càng nhiều. Sau khi đột phá, Thạch Hạo đã có thể mở ra 3 cái động thiên, lúc này đi báo thù cho tộc trưởng Gia Gia được rồi. Ở nơi khác, trong lúc Thạch Hạo đang bế quan thì đội thợ săn đã âm thầm đột nhập vào đồn địch. Lấy nhiều đánh ít vậy nhưng cuối cùng vẫn là ăn thua thiệt. Tên cầm đầu chỉ cần tung ra một chiều đã có thể cho cả đội ăn hành ngập mồm. Đúng lúc tưởng như Thạch Thôn sẽ không qua nổi kiếp nạn này thì Thạch Hạo xuất hiện. Nhìn thấy Thạch Hạo chỉ là một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch cũng dám tới đây làm anh hùng, tên cầm đầu tỏ ra mỉa mai. Hai bên đấu khẩu một hồi rồi cũng bắt đầu động thủ. Lấy thực lực của Thạch Hạo, cậu rất nhanh đã hạ gục hết đám thuộc hạ ngáng đường. Tới đây thì tên kia mới cảm thấy người thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này cũng có chút phần lượng. Vậy nhưng với một người nhiều năm chinh chiến, kinh nghiệm đầy mình như hắn thì lại không hề có một chút hoang mang. Hắn bộc phát thực lực động thiên cảnh định dạy dỗ tên tiểu tử này một trận. Thấy vậy, Thạch Hạo cũng mỉa mai, vừa hay cũng phải cho đối thủ mở mang tầm mắt. Thậm chí số lượng động thiên của cậu còn là 3 cái, trong khi đó tên kia mới có 1 cái. Sớm biết chuyện sẽ như thế này thì hắn đã sớm tàn phá Thạch Thôn rồi. Dù là bị áp đảo vậy nhưng hắn ta vẫn ngoan cố buông lời thách thức. Không nhiều lời thêm, đôi bên cũng bắt đầu động thủ. Chỉ sau một chiều cọ sát nhẹ nhàng, Thạch Hạo liền chiếm được ưu thế đánh cho đối phương bay ra xa. Biết không thể đánh lại được người thiếu niên trẻ tuổi này, cho nên hắn liền triệu hoán Tế Linh. Dù có chết cũng phải kéo theo đám người Thạch Thôn kia. Tế Linh xuất hiện, đây là con yêu thú tê giác có thân hình vô cùng khổng lồ. Thấy tình hình không ổn, Thạch Hạo yêu cầu mọi người đưa tộc trưởng rút lui, còn mình sẽ làm người dụ dỗ nó đi chỗ khác. Nói rồi Thạch Hạo liền lao lên, một chiêu tung ra hoàn toàn không thể gây bất cứ tổn thương nào cho yêu thú. Bị chọc giận, yêu thú lập tức đuổi theo, một người một yêu cứ như vậy chơi trò đuổi bắt. Dù tốc độ của Thạch Hạo rất nhanh, nhưng mà thân hình yêu thú kia lại quá khổng lồ. Một bước của nó có thể so sánh với mấy chục bước chân của Thạch Hạo, hơn nữa lại còn liên tục công kích khiến cậu rơi vào thế khó. Sau một hồi dụ được nó ra xa, Thạch Hạo quyết định quay lại tấn công nhưng bất thành. Bỗng dưng cậu nhìn thấy phía dưới cổ của Tề Giác có một vị trí không được bao bọc, có lẽ đây là điểm yếu của Tế Linh. Lợi dụng tốc độ của mình, cậu rất nhanh cũng tấn công được vào điểm yếu khiến nó nằm gục xuống đất. Không dừng lại, Thạch Hạo lần nữa cầm đuôi con vật ném ra xa. Trong thời gian giao thủ đó, tộc trưởng cùng đội thợ săn không may bị những tên còn sống sót chặn đường. Vì giải cứu mọi người nên chuyện giết Tế Linh đành phải bỏ dở dang, và kết quả là khiến cho con quái vật đó có cơ hội đứng dậy. Nó ngưng tụ ra một lớp da bao bọc bên ngoài cơ thể. Thấy vậy Thạch Hạo cũng xuất ra thành lần ưng bảo thuật để đối chọi, một chim và một Tề Giác cứ như vậy giằng co. Vì nãy giờ đã bị đánh trọng thương nên Tề Giác hoàn toàn không phải đối thủ. Biết mình không đấu lại được, nó liền há miệng hút lấy đám người đang bị thương nằm dưới đất. Sau khi lấy tộc nhân của mình huyết tế, Tế Linh lần nữa lấy lại sức lực, từ trong vị trí điểm yếu xuất hiện một cái bảo cốt hình cây kéo. Tại đây Thạch Hạo cũng nhận ra, thì ra nó vẫn luôn nuôi dưỡng bảo cốt không thuộc về mình, muốn bảo cốt trong người trùng sinh để cường đại hơn. Đáng tiếc là hôm nay, đối thủ gặp phải lại là nhân vật chính trong bộ phim này. Đúng như vậy, sau khi bị ăn một chiêu toàn nghệ bảo thuật thì con Tê Giác kia cũng ngã xuống. Tuy là thành công giết địch, vậy nhưng mà Thạch Hạo vì sử dụng quá sức nên lảo đảo một hồi. Nhìn về khối bảo cốt, thứ đồ vật kia có vẻ không tầm thường. Bảo vật như thế này không thể lãng phí được, cho nên Thạch Hạo lập tức thu lấy. Làm xong mọi chuyện, thân thể cậu cũng ngã xuống vì kiệt sức. Trải qua chuyện này, Thạch Thôn mở ra bữa tiệc ăn mừng suốt đêm. Lần này may mà có Thạch Hạo tiêu diệt bọn hung khẩu và ác linh mới khiến cho Thạch Thôn bình an. Không lâu sau Liễu Thần cũng tỉnh lại, Thạch Hạo sau khi nghe tin liền lập tức tìm tới. Vừa mới tỉnh dậy, Liễu Thần đã khen ngợi, tên Tế Linh kia thật không đơn giản, có thể chém giết được nó quả thật rất giỏi. Tuy nhiên Thạch Hạo lại không quan tâm tới chuyện này, điều hiện tại mà cậu cần biết đó là tin tức về Thái Cổ Thần Sơn. Nơi đó Liễu Thần cũng biết nhưng lại không thể nói được. Trên Thái Cổ Thần Sơn sinh sống vô số hung thú thần huyết.
Hiện tại, thực lực của Thạch Hạo đã đạt tới động thiên cảnh, mở ra được 3 cái động thiên. Tuy nhiên, dù có mở được cả 8 cái thì đối với hung thú thuần huyết cũng không tính là gì cả. Nếu bây giờ đi tới đó chẳng khác nào là tìm cái chết. Hiện tại, cách duy nhất là phải nhanh chóng gia tăng thực lực. Biết được sự cố chấp tìm mẫu thân phụ thân của cậu nhóc này, Liễu Thần lần nữa bộc phát thần thông. Khi chùm ánh sáng chiếu xuống thân thể, tinh thần thể của Thạch Hạo lập tức bị tách ra khỏi thân thể. Hiển nhiên là Liễu Thần muốn đưa nam chính vào hư thần giới tu luyện. Nơi đó là một vùng đất kỳ lạ do thượng cổ thần linh chung tay dùng tinh thần cảm giác tạo dựng ra. Tuy là lấy tinh thần thể tiến vào, nhưng cảm giác lại chân thực vô cùng. Phía trước mặt là một cái thông đạo, xuyên qua bức tường tinh thần đó sẽ trực tiếp tiến nhập vào hư thần giới. Tinh thần thể rèn luyện tại hư thần giới sau khi trở về bản thể. Cảm ngộ đạt được cũng sẽ mang lại cho nhục thần, giống như chân thân cũng ở đây tu luyện vậy. Xuyên qua cánh cổng đó là một vùng đất kỳ lạ, không ngờ rằng xung quanh cũng có rất nhiều người. Trong lúc còn đang thắc mắc thì Thạch Hạo đã phát hiện dưới chân mình có vài khối bảo cốt. Không suy nghĩ thêm, cậu liền dùng hết sức bú sữa mẹ để thu lấy bảo cốt nhưng không thành. Mọi người xung quanh thấy hành động này liền ngạc nhiên, bảo cốt này không thể dùng sức đào lên. Tuy nhiên Thạch Hạo lại không hề quan tâm tới những lời này, cậu ta vẫn miệt mài tìm cách móc ra. Càng lúc càng nhiều người đi tới xem trò vui, bọn họ cũng tò mò xem nam chính rốt cuộc sẽ như thế nào. Một lão già trong đó cho biết, muốn lấy được bảo cốt, dựa vào sức lực là không thể nào, nhất định phải lập kỷ lục trong hư thần giới. Nghe vậy, Thạch Hạo lập tức hiểu ý, tốc độ của mình tương đối nhanh, vậy thì hôm nay sẽ phá kỷ lục tốc độ ở nơi này. Vừa dứt lời, Thạch Hạo liền thực hành luôn, sau một hồi di chuyển làm bụi đất bay tứ tung thì cũng có hiệu quả. 4 khối bảo cốt bay lên, thấy vậy một tên trong số đó lập tức lao lên đoạt được một khối. Chỉ là đồ vật vừa cầm tới tay thì nam chính cũng không khách khí tặng choán một đấm vào mặt. Có làm thì mới có ăn, tên kia sau khi bị ăn một đấm liền tức giận. Tưởng rằng sau khi nói ra thân phận là người của tứ đại gia tộc thì Thạch Hạo sẽ nhượng bộ. Nhưng không, với một người không biết cái quái gì như Thạch Hạo thì những lời nói đó là vô ích. Chỉ tiếc là 3 khối bảo cốt khác đã kịp thời bỏ chạy, cho nên cậu chỉ lấy được một khối duy nhất. Rất nhanh một cột đá từ dưới đất mọc lên, hiển nhiên là hư thần giới đã thừa nhận kỷ lục của Thạch Hạo. Chuyện tiếp theo cần phải làm đó chính là viết tên mình lên trên đó để chiếu cáo thiên hạ. Thạch Hạo lần đầu tiên gặp trường hợp này nên trong đầu nghĩ gì liền viết cái đó. Kết quả là lấy một cái tên không thể củ chuối hơn, thích uống sữa thú nhất. Vừa nhìn thấy cái biệt danh này, hai lão già lắm mồm kia liền vò đầu bứt tai. Những người khác cũng lắc đầu ngán ngẩm, cũng có người lại cảm thấy thú vị. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nhưng so với Thạch Nghị thì vẫn còn kém không ít. Vừa nghe được cái tên Thạch Nghị, máu của nam chính đã dồn lên não. Ngày hôm nay cậu quyết định sẽ phá kỷ lục của tên kia. Thạch Hạo hỏi thăm vị trí của 10 con thú vương, nhưng kết quả lại không được như ý muốn. Người tu luyện tới nơi này ngày càng nhiều, sơn thủy chi địa cũng không còn dư lương thực nữa. Đừng nói là 10 con, bây giờ cho dù là một con thú vương cũng rất khó tìm. Tuy nhiên, lực chân của Thạch Hạo lại rất mạnh, vừa vặn có một hạng mục có thể thử. Năm đó, Thạch Nghị chỉ dựa vào sức mạnh nhục thần, một bước nhảy lên tới ngọn núi lửa kia. Kỷ lục này tới nay vẫn chưa ai phá được. Nghe vậy Thạch Hạo lập tức hứng thú lên liền nhờ hai lão già dẫn đường. Vừa mới đi được một đoạn thì phía trước mặt đã bị chặn lại, hóa ra là cái tên vừa bị ăn đấm bàn nãy đã tìm người tới trợ giúp. Kẻ bước ra chặn đường là một lão già, lão muốn Thạch Hạo ngoan ngoãn dập đầu nhận tội và giao ra bảo cốt. Tuy nhiên, Thạch Hạo vẫn như cũ không biết điều, quả nhiên chọc giận lão ta và đương nhiên là bị cả đám chơi hội đồng. 10 mấy người lao lên, vậy nhưng lập tức bị một chiều đánh nằm ngã ngửa dưới đất. Chỉ duy nhất còn lão già cầm đầu kịp thời né tránh. Không thể chấp nhận được, lão liền sử dụng ra bảo vũ của thái cổ dị trùng, gọi dễ hiểu là lông chim của một loại thái cổ dị trùng nào đó. Trái ngược với sự tức giận kia, Thạch Hạo lại cảm thấy vui mừng. Đồ tốt cứ vứt lung tung như thế thì phí lắm, cho nên dù lòng tốt gom nhặt làm của riêng. Tức giận vì bị trêu đùa, lão quyết định dùng hết sức mình nhằm tiễn nam chính về với đất mẹ, nhưng cuối cùng vẫn bị một chiêu của cậu đánh cho tan tác. Mà bảo vũ rơi xuống cũng được Thạch Hạo thu vào tay làm thành một chiếc quạt. Mọi việc đã được giải quyết dễ dàng. Đúng lúc định tiếp tục lên đường thì cột đá lại một lần nữa mọc lên, lần này là phá kỷ lục cướp bóc. Tiếp tục đi tới chân núi, Thạch Hạo vẫn thản nhiên chờ đợi, hiển nhiên là muốn chờ cho tất cả mọi người tập trung đầy đủ. Hai lão già bên cạnh nhắc nhở, ngọn núi lửa này cao hơn 3.000 trượng, độ cao này làm cho lão cũng cảm thấy nghi ngờ khả năng của Thạch Hạo. Nhưng mà cậu vẫn cứ bình tĩnh chờ đợi, tâm tình không chút nào lo lắng. Trong thời gian chờ đợi đó, phía bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn người, dẫn đầu là vị cô nương xinh đẹp, biệt danh là nữ chiến thần của Trục Lộc Thư Viện. Sự xuất hiện của nàng ta khiến ai nấy đều bất ngờ, không ngờ cô ta cũng tới đây tham gia náo nhiệt. Hiển nhiên là kỷ lục mà Thạch Hạo vừa tạo ra đã làm cho nàng ta thấy hứng thú, càng thú vị hơn nữa là muốn phá vỡ kỷ lục của Thạch Hạo. Bản thân cậu không chỉ muốn phá một cái,
cậu muốn tất cả hạng mục sẽ lập mới hết. Nghe vậy nàng ta liền mời chào, nếu có thể làm được, nàng ta sẽ mời cậu gia nhập Trục Lộc Thư Viện. Hiện tại mọi người cũng đã có mặt đầy đủ rồi. Thạch Hạo cũng chẳng cần chuẩn bị, ánh mắt kiên định nhìn lên đỉnh ngọn núi, chân đạp mạnh một cái sau đó không mình lao vút lên. Ở phía trên đỉnh núi cũng có một vài thân ảnh, bọn họ đều vì tin tức của tên tiểu tử nghịch ngợm mà chạy tới. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy nghi ngờ khả năng của Thạch Hạo. Đúng là không biết lượng sức, lại còn muốn làm màu làm mè nữa chứ. Lời vừa mới dứt thì bóng dáng Thạch Hạo đã xuất hiện ở nơi khác, hiển nhiên là nam chính lựa chọn đỉnh núi cao nhất. Thân hình cậu ta cứ một mực lao vút lên và cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống nơi cao nhất. Kỷ lục đã bị phá, Thạch Hạo vừa mới vui mừng thì đã bị khó chịu bởi không khí nóng bức ở trên miệng núi lửa nên đã phải nhảy xuống. Rất nhanh, cột đá lần nữa lại hiện lên. Không ngờ rằng chỉ trong một ngày mà tên tiểu tử này lại có thể phá vỡ tới 3 kỷ lục. Điều này làm cho bất cứ ai cũng tò mò về lai lịch của Thạch Hạo. Một vài người trong đó nhân cơ hội tới mời chào gia nhập vào thế lực của bọn họ. Ngay cả nữ chiến thần kia cũng đi tới chào mời gia nhập Trục Lộc Thư Viện của nàng. Tuy nhiên, Thạch Hạo lại cảm thấy không hứng thú. Thứ duy nhất mà cậu để ý đó là phần thưởng. Không phải phá vỡ kỷ lục là sẽ có phần thưởng sau, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy. Nếu không cho, vậy thì cậu sẽ tự mình lấy. Nói rồi Thạch Hạo tung một cú đấm cực mạnh vào bìa ghi chép. Hành động công kích này lập tức bị cảnh cáo. Kết quả là nam chính bị trục xuất khỏi hư thần giới 2 năm. Trở lại với bầu không khí của thực tại, thời gian cứ từ từ trôi qua. Thạch Hạo một mực quan sát chiếc lệnh bài mà Hạ Âu Vũ trước đó đã đưa cho mình. Lời hẹn 2 năm tuyển sinh của Bồ Thiền Các cũng gần tới rồi. Bản thân cậu muốn rời khỏi Thạch Thôn để tới đó bái sư tu hành. Cậu nhất định phải mạnh mẽ lên, còn đi tới Thái Cổ Thần Sơn tìm kiếm cha mẹ nữa. Nghe những lời này, Thạch Thanh Phong cũng ngỏ ý muốn đi tới Bổ Thiên Các. Trở lại Thạch Thôn, trước giờ khởi hành, thôn trưởng cùng các trưởng bối đã tập trung đầy đủ để đưa tiễn. Thạch Hạo là biểu tượng anh hùng của cả thôn, cho nên trong lòng ai nấy đều cảm thấy buồn bã khi cậu rời đi. Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu như cậu ta cứ một mực ở nơi này thì hiển nhiên là thực lực sẽ không thể thăng tiến được. Thôn trưởng nhắc nhở, Thạch Thôn vĩnh viễn là nhà của cậu, nếu mệt mỏi thì hãy quay về. Sau màn tạm biệt đẫm nước mắt, hai người cũng lên đường. Một đường rèn luyện, vừa thu thập bảo vật, vừa đồng thời săn giết yêu thú gia tăng thực lực. Chẳng mấy chốc mà nam chính đã mở được 5 cái động thiền. Hơn nữa, Thạch Thành Phong cũng đã có thể tu luyện, thực lực cũng đột phá tới bản huyết cảnh. Vì bị cấm đi tới hư thần giới, nên Thạch Hạo chỉ còn cách để cho Thạch Thành Phong tiến vào hư thần giới hỏi đường. Với thực lực này, cậu ta cũng đã có tư cách tiến vào nơi đó. Sau khi biết được đường tới Bổ Thiên Các, cả hai lại chuẩn bị lên đường. Nhưng vì trước đây gây quá nhiều sóng gió và bị khán cho cái bìa xanh nhóc nghịch ngợm. Sợ thân phận bại lộ dẫn tới phiền phức nên Thạch Hạo cần phải ngụy trang, vừa vặn mau cầu lại có cách giúp nam chính thay đổi ngoại hình. Chẳng biết trải qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng tới Bổ Thiên Các. Nhờ vào biến thân ảo thuật của mau cầu, dáng vẻ của Thạch Hạo giờ đây đã được thay đổi thành một cậu nhóc béo mập. Từ sau khi tiến vào hư thần giới, tên tuổi của Thạch Hạo chỉ sau một ngày đã nổi lên như cồn. Thậm chí trước cổng của Bổ Thiên Các cũng treo thông báo. Nhìn thấy đám người tụ tập trước bảng thông báo, Thạch Hạo cũng tò mò đi tới quan sát. Trên bảng là nội dung treo thưởng 10 vạn tinh bích cho bất cứ ai biết được tung tích của nhóc nghịch ngợm. Hiển nhiên là các thế lực lớn đang rất muốn lôi kéo tên tiểu tử này gia nhập vào thế lực của bọn họ. Với sự nổi danh đó, Thạch Hạo lại cảm thấy phiền phức nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác nữa. Thạch Hạo đưa cho Thạch Thành Phong chiếc lệnh bài thiên tài. Bằng khối phù bài này, cậu ta có thể trực tiếp trở thành đệ tử được Bổ Thiên Các coi trọng. Vì chỉ có một cái nên Thạch Hạo sẽ phải tham gia khảo thí. Với thực lực của mình, cậu hoàn toàn không để vào trong mắt mấy cái khảo thí đó. Lão già vẻ lười biếng nằm ngủ trên hồ lô to lớn kia là trưởng lão Hùng Phì, cũng là người ra đề duyệt vòng rửa xe lần này. Nhờ có lệnh bài mà Thạch Thành Phong lập tức thông qua, thấy huynh đệ của mình có thể đi vào Bổ Thiên Các, Thạch Hạo rất vui mừng. Bỗng dưng phía bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám người, thì ra là nữ chiến thần của Trục Lộc Thư Viện. Mục đích nàng ta tới đây ngoài xem hội, còn có lôi kéo tên tiểu tử thích uống sữa thú nhất. Chỉ cần đồng ý tới Trục Lộc Thư Viện, nàng sẽ đảm bảo thư viện dốc hết toàn lực trợ giúp tu hành. Nghe vậy, Thạch Hạo cũng không lên tiếng. Nếu như Thạch Thanh Phong chưa đi vào Bổ Thiên Các thì có lẽ còn có thể suy nghĩ. Nhưng hiện tại thì không, cậu không thể để cho người huynh đệ một mình ở Bổ Thiên Các được. Bị người khác đi tới lôi kéo nhân tài, Hùng Phi trưởng lão cảm thấy hành động này có phần quá đà. Chỉ là hiện tại tên tiểu tử kia lại không rõ tên tuổi, cũng không phải là người của Bổ Thiên Các, nên hoàn toàn có thể bị những lời kia mê hoặc. Không thể để cho nàng ta có cơ hội lôi kéo, lão lập tức cho bắt đầu khảo thí. Rất nhanh mọi người cũng được dịch chuyển tới về nguyên thủy chiến trường. Nơi đây là phù văn trận vực tầng thứ nhất của Bổ Thiên Các. Phù văn trận vực tổng cộng có 2 ải, người có thể đánh xuyên phù văn trận sẽ lập tức lấy được tư cách tiến vào chiến trường thứ hai. Nơi đó phúc họa song sinh, vừa có đồ tốt cũng có hung thú. Ngay khi phù văn xuất hiện, mọi người liền bị công kích,
một vài người nhanh chóng đánh vỡ phù văn liền có thể đi vào cửa ải thứ hai. Cửa ải này khá dễ dàng nên số lượng người thông qua cũng nhiều. Tuy nhiên, Hùng Vi trưởng lão lại vẫn thản nhiên. Đây chỉ là màn mở đầu thôi. Về phần Thạch Hạo, cậu nhận ra nơi đây cũng giống như hư thần giới. Sự xuất hiện của phù văn này có liên quan tới bảo cốt, cho nên phía dưới trần chắc chắn sẽ có chôn bảo cốt. Và đúng là như vậy, cậu ta rất nhanh chóng cũng móc ra được một khối từ dưới đất lên. Nhưng mà nguyên thủy chiến trường rộng lớn như vậy, bảo cốt khẳng định không chỉ có một khối. Không thể lãng phí như vậy được, lần này phải móc sạch ra luôn. Nói rồi lập tức hành động, lần lượt từng khối bảo cốt bị móc lên. Phù văn trận pháp cũng vì vậy mà mất đi hiệu lực. Điều này khiến cho số lượng người thông qua ải thứ nhất tăng vọt. Bị một tên tiểu quỷ lật tung nóc nhà, Hùng Phi trưởng lão cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Lão đành phải mời những người ở bên ngoài sơn môn cùng tiến vào chiến trường thứ hai. Lần này phải tự tay bắt lấy tên nhóc nghịch ngợm kia. Bước vào vòng thứ hai, nơi đây khác hoàn toàn với vòng thứ nhất, cảnh vật xanh tươi. Nhưng đối với Thạch Hạo thì thứ đáng quan tâm nhất là nơi này có bảo cốt gì tốt. Đi tới trước mặt một cái cột đá, ở đó bay ra một khối bồ thiên thạch. Bên trên có ghi chép, người có được 2 khối bồ thiên thạch thì xem như qua ải. Người có được 10 khối trở lên sẽ được sư môn chú trọng bồi dưỡng. 2 khối mới được thông qua, đây chẳng phải là khuyến khích đi cướp đoạt sao? Đúng lúc còn đang suy nghĩ thì cậu đã bị một con cá sấu tấn công. Thì ra nãy giờ, nó vẫn ở đây ôm cây đợi thỏ. Mặc dù thân hình yêu thú khổng lồ, nhưng sau khi ăn vài chiêu của Thạch Hạo vẫn phải nằm gục xuống. Tuy nhiên, nhân lúc Thạch Hạo bất cần bị nó tấn công, một kẻ khác lợi dụng thời cơ lao tới đánh lén rồi cướp lấy bồ thiên thạch. Cũng may tên kia vừa cầm đồ tới tay, liền bị yêu thú quất một cái khiến bồ thiên thạch rơi xuống. Nhận ra có kẻ to gan hướng mình cướp bóc, Thạch Hạo cũng không khách khí nữa. Đúng lúc chuẩn bị đánh nhau thì một con hổ đen to lớn khác cắt ngang. Thân hình quái vật tựa như một ngọn núi nhỏ nhìn xuống. Tên kia biết không ổn rồi, cho nên lập tức cầm bồ thiên thạch bỏ chạy. Nhìn nhân loại nhỏ bé trước mặt, hổ đen cảm giác khổng bõ kẽ răng nên quay gót rơi đi. Thạch Hạo thấy vậy cũng bất ngờ, hành động này có phần hơi khinh thường mình rồi. Suy nghĩ một hồi, trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ quái dị, cho nên âm thầm bám đuôi theo. Quả nhiên phát hiện nơi ở của hổ đen có một đóa hắc liên. Thấy bảo vật, ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, đồ tốt mà chê là đáng bị trời đánh đó. Bắt đầu hành động, một người một khi từ từ bước lại gần đóa hắc liên. Vậy nhưng sau khi tới gần, thì yêu thú đã đánh hơi được có kẻ đang xâm nhập. Không còn cách nào khác, Thạch Hạo đành phải chôn là thượng sách. Kèo này có vẻ khó rồi, cậu không thể trực tiếp đối đầu với nó được. Nhớ lại lúc trước, con hổ đen sau khi nhìn thấy Thạch Hạo lại không công kích, hơn nữa còn dọa cá sấu lớn đánh lén. Từ điều này có thể suy ra, hổ đen lớn này chỉ trông giữ hắc liên, còn giữ gìn trật tự của chiến trường thứ hai. Nếu như muốn lấy được hắc liên nhất định phải dụ nó ra ngoài. Nhìn thấy con đại điểu bay lượn trên bầu trời, nam chính liền dùng đá tấn công chọc tức nó. Chưa dừng ở đó, cậu còn trêu chọc thêm đám yêu thú khác nữa. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà Thạch Hạo đã bị một đám quái vật rượt đuổi. Hiển nhiên là cậu đang muốn dụ đám này tới nơi con hổ đen to lớn kia. Tuy nhiên sau khi đám quái vật kia nhìn thấy hổ đen liền dừng lại, thậm chí còn bị một tiếng gào của nó làm hoảng sợ muốn bỏ chạy. Nhìn thấy không có tác dụng nên Thạch Hạo lập tức chủ động tấn công hổ đen nhằm kích động hai bên đánh nhau. Quả nhiên, hổ đen sau khi ăn chọn một chiêu liền tức giận gào lên khiến cả đám yêu thú bỏ chạy. Tưởng rằng đám sâu kiến kia đánh mình nên nó lập tức đuổi theo. Nhân cơ hội vườn không nhà trống, Thạch Hạo thành công đắc thủ lấy đi đóa hắc liên. Đồ tốt không thể lãng phí, nam chính ăn no rồi bỏ chạy. Đợi tới khi quay lại thì dưới đất chỉ còn lại mỗi cái nịt. Bảo vật bị ăn cướp trắng trợn, hổ đen tức giận không làm gì được. Về phần Thạch Hạo, sau khi ăn uống no nề, thực lực của cậu lại có dấu hiệu đột phá. Kết quả là thành công ngừng kết động thiên thứ 6. Hiện tại vẫn còn thời gian, đã đến lúc tìm tên trộm lúc trước tính sổ rồi. Về phần tên kia, hắn ta quả nhiên cũng đang đi cướp bóc. Trong lúc còn đang vui mừng vì lấy được thêm một khối bồ thiên thạch, thì Thạch Hạo đã tìm tới tận cửa và tặng cho tên kia một cái gõ vào đầu, khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ. Lục lọi đồ đạc lấy ra bồ thiên thạch, số lượng kia đủ quải rồi, cậu lập tức ném trả lại khối của cậu thiếu niên mới bị cướp trước đó. Nhận lại đồ, cậu ta vô cùng cảm kích. Biết được Hùng Phí trưởng lão đang dẫn người tới đây tìm bắt nhóc nghịch ngợm, cậu cần phải quay lại khu thứ 8 thành thật là một đệ tử bình thường. Vậy nhưng vừa định rời đi thì ánh mắt lại chuyển sang cột đá ở bên cạnh và thế là trong đầu nam chính lại lóe lên một ý nghĩ gian xảo. Về phần Hùng Phi trưởng lão, lúc này lão đang cùng với nữ chiến thần của Trục Lộc thư viện đi vào chiến trường thứ hai. Vị trí mà Hùng Phi dẫn nàng ta tới là bia nhiệm vụ, tấm bia đó do tổ sư Bồ Thiên Các trong thời đại thượng cổ tự mình hóa thành bảo cụ. Phía trên ghi chép mỗi lần kiểm tra của đệ tử, tuy nhiên sau khi đi tới kiểm tra thì Hùng Phi trưởng lão lại được một phen tức giận. Trước khi Thạch Hạo rời đi, cũng không quên để lại bút ký của mình lên tấm bia đó. Nữ chiến thần nhìn vào bút ký lập tức nhận ra đây là của nhóc nghịch ngợm.
Vừa hay tên bị đánh ngất kia cũng tỉnh lại, tưởng hắn là cái thằng danh phá phách kia, Hùng Phi liền túm cổ tra hỏi. Cũng may là nữ chiến thần từng gặp qua nhóc nghịch ngợm, nàng ta nhận ra người này không phải nên đã lên tiếng hóa giải. Tên kia sau khi được tha liền cung kính chào hỏi, đồng thời cũng không quên giải thích. Hắn tên là Tiêu Thiên, đến từ tiêu tộc cách Bổ Thiên Các 30 vạn năm. Hùng Phi sau khi nghe xong cũng cảm thấy ngượng ngùng vì hành động lỗ mãng vừa rồi. Lão định nói về câu giải hòa vậy nhưng còn chưa kịp nói ra thì lại một lần nữa bị chấn động. Một tên đệ tử tới cấp báo chuyện hắc sát liền bị ăn cắp. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là cái cuống nữa mà thôi. Cầm nói trong tay, dù hôm nay có phải lật tung nơi này thì lão cũng phải quyết tìm được tên tiểu tử kia. Cuối cùng khảo nghiệm cũng kết thúc, Hùng Phi trưởng lão đứng ra phát biểu. Những người còn đứng ở nơi này đều là những người thông qua, từ hôm nay chính là đệ tử chính thức của Bổ Thiên Các. Dù là các chủ hay trưởng lão cũng sẽ dốc lòng truyền thụ cho mọi người. Truyền đạt xong, lão ra lệnh cho mọi người mang lên tấm bia nhiệm vụ. Bây giờ đồ vật của tổ sư gia bị một thằng danh không rõ lai lịch tùy ý trà đạp, hành động này cần phải trừng phạt. Lão biết thằng danh đó đang nằm trong số các đệ tử mới này, cho nên giao cho mọi người nhiệm vụ tìm ra tên kia. Người đầu tiên bẩm báo sẽ được lão đích thân đào tạo. Nghe vậy, mọi người ở bên dưới đồng loạt hoàn hồ phải bắt lấy thằng danh kia. Thạch Hạo cũng giơ hai tay hưởng ứng nhiệt tình. Mới đi vào bên trong, Thạch Hạo đã đặt chú ý lên tế linh của Bổ Thiên Các. Thực lực Bổ Thiên Các lớn mạnh, vì vậy tế linh chắc chắn sẽ không tầm thường. Dọc theo con đường hoang vắng lên một căn nhà ở nội viện, cậu từ từ mở cửa bước vào. Ở bên trong có một tầng pháp trận bảo vệ. Nhận ra khí tức phù văn nơi đây rất mạnh, cậu biết đây chính là nơi ở của tế tinh nên liền cúi đầu cung kính. Gốc cây có cháu chiếc hồ lô này chính là thần đằng, tế linh của Bổ Thiên Các. Nhìn thấy chiếc lá rụng xuống, suy đoán thần đằng khả năng đã ngã bệnh. Thạch Hào liền tới gần xem xét, nhưng sau khi chạm vào hồ lô thì phù văn hiện lên. Khí tức phù văn quá mạnh, tu luyện ở nơi này nhất định làm ít ăn nhiều, cho nên xin phép ngồi xuống tu luyện. Thạch Nghị cướp lấy chí tôn cốt, lại được Vũ Vương phủ bồi dưỡng, còn được trận chúng vào Thượng Cổ Thánh Viện tu hành. Ưu thế đó vượt quá xa Thạch Hào. Hiện tại Nguyên Thủy Chân Giải là thứ có thể giúp vượt mặt Thạch Nghị, nhưng hiện tại cậu lại không thể lĩnh ngộ được. Dường như thần đằng hiểu được những suy nghĩ đó nên đã ra tay chỉ điểm. Cơ hội tốt không thể bỏ lỡ, Thạch Hạo lập tức nắm bắt lấy. Mọi việc đã xong, đã tới lúc rời đi, nhưng vừa mới lén lút ra khỏi cửa đã gặp quỷ. Lão già này là quỷ già thoát ẩn thoát hiện, trên đầu lại cắm một thanh kiếm dọa cho Thạch Hạo run cầm cập. Màu cầu cũng vì quá sợ nên bị lên cơn co giật. Mục đích gặp Thạch Hạo là đòi lại kiếm của mình, và sau khi khiến cả hai đồng một phen hú hồn thì lại biến mất. Tưởng rằng mọi thứ đã xong rồi nhưng vẫn chưa. Mới sáng sớm còn chưa tập luyện được bao nhiêu, quỷ gia lại lần nữa xuất hiện bàn mấy Thạch Hạo khiến cậu chỉ còn cách bỏ chạy. Dù đã dùng hết sức lực bú sữa mẹ để bỏ chạy, vậy nhưng vẫn không thể nào cắt đuôi được. Nếu chạy không có tác dụng, cậu liền xuống nước để trốn, kết quả vẫn là không thể thoát. Dù lên núi băng hay ở trong phòng thì quỷ gia vẫn như âm hồn bất thình lình xuất hiện bên cạnh. Mới đầu còn làm cả hai lo sợ, nhưng dần dần cũng thành thói quen. Ngay cả mau cầu giờ đây đã dám trèo lên đầu của quỷ gia nghịch ngợm. Ngày nào cũng bị làm phiền không thể tu luyện, Thạch Hạo quyết định tới chỗ Thạch Thanh Phong tránh một lát. Vừa tới nơi đã thấy người huynh đệ của mình bị bắt nạt, đệ đệ bị ức hiếp. Vừa hay dạo này đang bực tức trong lòng nên hôm nay sẽ ra tay trao đổi chiêu thức một phen. Tuy nhiên còn chưa kịp đánh thì đám tiểu tử kia đã bị thực lực của Thạch Hạo dọa cho bỏ chạy. Đúng lúc này, quỷ gia lại lần nữa xuất hiện túm lấy cổ Thạch Hạo. Điều kỳ lạ là những người khác hoàn toàn không nhìn thấy. Thạch Thanh Phong tưởng ca ca của mình bị nghẹn nên chạy đi tìm người tới giúp. Quá tức giận vì cả ngày bị làm phiền, hơn nữa đối phương còn một mực đòi trả lại kiếm. Nếu vậy thì cậu sẽ rút kiếm cho lão là được. Tuy nhiên, dù đã dùng toàn lực vậy nhưng vẫn không thể lấy kiếm ra khỏi đầu lão. Vừa hay Hùng Phi trưởng lão đi tới, Thạch Hạo liền đem chuyện này bẩm báo. Hùng Phi sau khi nghe xong cũng không tin, chỉ là sau một thoáng suy nghĩ lão lại nhận ra điều gì đó, cho nên lập tức dẫn Thạch Hạo đi tới gặp các chủ. Vừa mới gặp Thạch Hạo, vì các chủ này đã nhận ra cậu chính là nhóc nghịch ngợm. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, Hùng Phi trưởng lão tuy vô cùng tức giận, nhưng trước mặt các chủ vẫn phải hạ hỏa, không cần phải so đo với một đứa trẻ làm gì. Về chuyện quỷ gia, các chủ và Hùng Phi cũng biết, thanh kiếm trên đầu là bị kẻ địch đâm vào, còn kiếm của lão đã bị thất lạc ở Bách Đoạn Sơn. Mỗi lần Bách Đoạn Sơn sắp mở ra, lão ta đều sẽ ra ngoài tìm thiếu niên thiên tài để lên núi tìm kiếm cho lão. Nghe vậy, Thạch Hạo liền từ chối. Lần này, Bổ Thiên Các cũng sẽ cử đi Thạch Nghị của Thượng Cổ Thánh Viện. Vừa nghe đến cái tên Thạch Nghị, Thạch Hạo liền đồng ý tiến nhập Bách Đoạn Sơn. Vậy nhưng muốn đi, cậu còn phải cường hóa tu luyện mới được. Ngày mai các chủ sẽ phái một trưởng lão đích thân dẫn đi tu luyện. Qua ngày hôm sau, Thạch Hạo được dẫn tới trước mặt mộ Viêm lão tổ để tu luyện. Thay vì dạy bài thì lão ta lại chỉ ngồi đó tụng kinh. Chán nản vì chờ đợi, cậu liền lên tiếng đề nghị. Thời gian cấp bách,
cứ dạy bảo thuận lợi hại nhất cho cậu là được. Nghe vậy, Mộ Viêm liền yêu cầu Thạch Hạo tưới nước, khi nào tưới xong thì bắt đầu tu luyện. Không còn cách nào khác, Thạch Hạo đành phải làm cho xong chuyện, nhưng thay vì dùng gáo thì cậu lại dùng pháp lực dẫn động nước, kết quả khiến cho Mộ Viêm lão tổ tức giận. Mục đích bảo cậu tưới nước là muốn rèn cái tính nông nổi của Thạch Hạo, mà hiện tại Thạch Hạo lại chơi một vố hủy luôn cả vườn thuốc. Vườn thuốc bị hủy, lão yêu cầu cậu phải sửa sang lại. Xin chào mọi người, trong video trước Thạch Hạo đã bái sư học nghệ dưới sự chỉ dạy của Mộ Viêm lão tổ. Trải qua lần bị lão tổ trừng phạt, Thạch Hạo cảm thấy có phần tức giận. Cậu là tới Bổ Thiền Các để học bản lĩnh lớn mà lão lại bắt đi tưới nước. Thạch Thanh Phong ở bên cạnh an ủi, nhìn vào gương mặt bị thương của Thạch Thanh Phong, rồi lại nhìn vào gương mặt ngu ngơ của Mao Cầu. Thạch Hạo liền biết con khỉ này lại đi ăn trộm gì đó nên lập tức muốn nó ra đồ ra. Quả nhiên là có một góc nhân sâm tuyết ngọc, vừa hay nó có thể trị thương nên cậu lập tức đưa cho người đệ đệ. Vài ngày sau, Thạch Hạo vừa mới đi tới vườn thuốc đã thấy Mao Cầu bị treo lơ lửng. Hóa ra là đi trộm thuốc bị Mộ Viêm lão tổ bắt tận tay. Chuyện đã lỡ rồi, cậu đứng ra cầu tình thả Mao Cầu ra ngoài, bản thân sẽ chịu phạt thay cho nó. Mộ Viêm lão tổ suy nghĩ một lúc rồi cũng nhắc nhở. Thì ra lão đã nhìn thấu thân phận của Mao Cầu, lão khuyên cậu nên giấu đi, nếu để cho người khác biết được thân phận của nó thì sẽ phiền phức lớn. Nói rồi con khỉ này cũng được thả ra ngoài. Vừa được thả ra, Mao Cầu lập tức đem chuyện nó nhìn thấy là Thạch Thanh Phong bị ăn hiếp nói cho Thạch Hạo. Hơn nữa, kẻ ăn hiếp lại còn ép cậu ta rút khỏi thiên tài doanh. Nghe vậy, Thạch Hạo không suy nghĩ thêm, liền chạy đi, vậy nhưng mà lập tức bị Mộ Viêm lão tổ ngăn lại. Thời cơ sắp đến, lão đang chờ truyền thụ cho cậu lôi đạo pháp tắc. Giờ thì ngày mai chính là thời khắc tốt nhất. Thời gian đó cũng là lúc thiên tài doanh cử hành vòng loại thi đấu cho tân sinh, cho nên cậu phải đi xem Thanh Phong. Nghe vậy, lão tổ liền tức giận, bỏ lỡ thời cơ lần này, đợi thời cơ sau lại đến thì cậu sớm đã tới Bách Đoạn Sơn rồi. Dù là vậy thì cậu vẫn muốn chạy tới xem Thạch Hạo một chuyến, đem bọn bắt nạt trừng phạt một phen. Tuy nhiên Mộ Viêm lão tổ đã dùng pháp lực ngăn lại. Trong Bổ Thiên Các, mỗi người đều có con đường tu luyện của riêng mình, bản thân cậu chỉ cần lo chuyện của mình là được. Qua ngày hôm sau, vòng loại thi đấu chỉ còn nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu. Người đến muộn coi như bỏ cuộc, tự động rời khỏi thiên tài doanh và giao vị trí cho người khác. Thạch Thanh Phong hưng phấn chạy tới tham gia, nhưng giữa đường lại bị đám người đến từ Vũ Vương phủ ngăn lại. Tên cầm đầu là Vũ Phong. Hiển nhiên là hắn ta muốn Thạch Thanh Phong từ bỏ vị trí trong thiên tài doanh. Vị trí trống sẽ để lại cho các đệ tử của Vũ tộc. Nếu ngoan ngoãn hợp tác, đưa vị trí trống cho Vũ tộc, cậu sẽ có thể đưa ra một điều kiện. Tuy nhiên Thạch Thanh Phong vẫn kiên quyết, đây là cơ hội của mình, cậu không thể phụ lòng Thạch Hạo được. Và ngay sau khi vừa từ chối thì đã bị tên Vũ Phong đánh nằm sấp mặt. Chuyển cảnh tới đỉnh núi Linh Sơn, tại đây đã được bố trí sẵn nhiều cột đá. Ở vị trí trung tâm là Thạch Hạo và Mộ Viêm lão tổ. Vị lão tổ này đang tiến hành trích điện cho Thạch Hạo nhằm giúp cậu thích ứng. Đây mới chỉ là thao tác chuẩn bị mà thôi. Cơ thể của cậu coi như đã có sức chịu đựng lôi điện oanh kích trong mức nhất định. Thạch Hạo định nhân cơ hội rảnh rỗi đi thăm Thạch Thanh Phong. Vậy nhưng chạy đi đâu cho tắt nắng, còn chưa đi được mấy bước đã bị bắt giữ lại. Rất nhanh thời cơ cũng đã tới, sấm chớp từ phía bầu trời ùn ùn kéo tới. Mộ Viêm lão tổ ném cho cậu một cái gáo nước. Yêu cầu lần này cũng giống như tưới nước. Đó là tiếp lấy lôi điện rồi đổ vào gốc lôi tinh mầm này. Nếu không tiếp được, lôi điện sẽ bổ lên người. Không còn cách nào khác, Thạch Hạo liền lao lên hướng lấy. Lần đầu tiên thu hoạch cũng rất ổn, vô số sấm sét đánh xuống đều bị thu lại. Nhưng mà số lượng lôi điện sau khi thu được cũng quá ít, cho nên chỉ có thể từ từ mà làm. Muốn tu luyện lôi đạo pháp tắc, trước tiên phải cảm ngộ sức mạnh lôi điện, cảm ngộ lực lượng hủy diệt và sinh cơ của nó. Nghe xong Thạch Hạo bực bội, có gì tốt để cảm nhận chứ? Bản thân mình đã bị lão trích điện một ngày một đêm, sớm đã không còn cảm giác rồi. Nói xong, nam chính ung dung quay người rời đi không tu luyện nữa. Bách Đoàn Sơn cũng chẳng cần đi luôn. Nghe xong, Mộ Viêm vẫn thản nhiên, những tảng đá xung quanh này chính là cửu lôi trận. Một khi có người tiến vào bên trong, trận pháp sẽ hấp dẫn lôi điện tới, muốn chạy là điều không thể. Đúng như vậy, còn chưa kịp nói xong thì Thạch Hạo đã bị sấm sét đánh cho ngu người không thể chạy thoát. Nói ngắn gọn là nếu không cho lôi tinh mầm ăn no thì đừng hòng rời đi. Lần này đúng là lên nhầm thuyền giặc rồi, Thạch Hạo đành phải cầm gáo lên và tiếp tục công việc. Cứ như vậy thủ từng chút, một canh giờ rất nhanh trôi qua, thi đấu chắc cũng đã kết thúc rồi. Thạch Hạo vừa mới phân tâm trong thoáng chốc đã rơi vào nguy hiểm, hắn bay Mộ Viêm lão tổ ra tay giải cứu. Lão tức giận, bảo thiên lôi vừa rồi có thêm một lần chứa đầy nửa cái lôi bầu, vậy mà Thạch Hạo lại bỏ qua mất, dạy cậu lôi đạo pháp tắc chính là lãng phí thời gian. Tại sao Bổ Thiên Các lại đặt hy vọng lên một người như vậy chứ? Bị coi thường, Thạch Hạo lần nữa bước vào bên trong làm việc. Lần này phải khiến lão ta tâm phục khẩu phục, cho nên trực tiếp dùng lôi điện công kích vào cửu lôi trận.
Tuy nhiên, hành động này lại khiến trận pháp kích phát, kết quả là khiến uy lực của nó tăng lên, lôi điện dẫn xuống cũng nhiều hơn. Thấy nguy hiểm, Mộ Viêm lão tổ liền lao lên ngăn cản, kết quả là phá hư luôn cả pháp trận. Thạch Hào bị chôn vùi trong đống đổ nát. Tuy Mộ Viêm rất tức giận, nhưng tính mạng vẫn là quan trọng. Cửu Thiên pháp trận bị gián đoạn, tâm huyết của lão cũng bị hủy trong nháy mắt. Lời vừa mới dứt, thì phía bầu trời lại lần nữa xuất hiện sấm chớp. Thậm chí màu sắc của nó lần này còn là màu vàng. Mộ Viêm nhận ra đây là mắt bão Cửu Thiên Lôi, sức mạnh sấm chớp mà nó đánh ra trong nháy mắt có thể san bằng núi cao vạn trượng. Tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng mà loại này lại ẩn chứa sinh cơ lôi điện dồi dào nhất, cho nên không thể bỏ lỡ. Lần này Mộ Viêm sẽ đưa Nam Chính đi vào bên trong. Còn chưa kịp đồng ý thì thân thể đã bị lão đưa lên không trung. Lão tế ra một cái chiêu lôi phù, đồng thời đưa cho Thạch Hạo một cái bình ngọc. Lôi chiêu phù có thể thu hút lôi điện, có thể nói rằng lão sẽ đứng ra thu hút sấm sét. Việc của Thạch Hạo là nhân lúc đó bắt giữ sinh cơ thuần túy của lôi điện. Tới đây Thạch Hạo cũng cảm thấy an ủi, vì giúp mình tu luyện mà lão lại bất chấp lao vào nguy hiểm. Tưởng rằng kế hoạch sẽ xảy ra đúng như dự đoán, không ngờ Thạch Hạo lại ném bình ngọc cho lão tổ. Thu lôi quá khó rồi, vẫn là để lão tự làm đi. Lão tổ còn đang bất ngờ thì Nam Chính đã dán lên mình chiêu lôi phù. Cũng chẳng biết là từ lúc nào cậu ta đã lấy cắp lá phù của lão. Nói rồi cậu tăng tốc lao lên, sau đó bộc phát ra toàn nghe bảo thuật để hộ thần. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, Thạch Hạo lần nữa tỉnh lại. Nhận ra bản thân vẫn chưa chết, cậu vô cùng vui mừng. Mộ Viêm ném cho bình ngọc, bên trong có một giọt dịch của lôi kiếp. Dù chỉ một giọt, nhưng nếu không phải cậu còn có trách nhiệm tiến vào Bách Đoạn Sơn, thì đồ tốt này sẽ không đến lượt. Không khách khí, Nam Chính lập tức cho vào miệng uống, cảm giác vừa vào người đã thấy tê tê. Việc tiếp theo là phải mau chóng hấp thu nó. Vừa hấp thu xong, vì các chủ đã chẳng biết từ lúc nào xuất hiện chúc mừng. Có chuyện mà các chủ cần phải nói cho Thạch Hạo biết. Bổ thiên các hiện giờ, ngoài mặt thì bình yên vô sự, nhưng tuổi thọ của tế linh thần đằng thật ra đã sắp hao hết. Mất đi sự che chở của thần đằng, bổ thiên các có thể bị diệt vong bất cứ lúc nào. Cho nên nhất định phải nghĩ cách cứu vãn lấy tế linh. Trước mắt cách duy nhất là tìm ra Bất Lão Tuyền. Bất Lão Tuyền cũng có tài trong Bách Đoạn Sơn. Trước đó thần đằng đã chỉ điểm tu luyện, hiện giờ nó gặp nạn, cậu đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Mọi chuyện đã xong, đã tới lúc đi tìm đám người bắt nạt đệ đệ của mình rồi. Vừa mới đi tới Thiên Tài Doanh, Thạch Hạo đã ngay lập tức tấn công đám người vũ tộc. Tên vũ phong này cũng có chút bản lĩnh, đỡ được một chiêu mà không sao. Không chờ đợi thêm, cả hai liền lao vào nhau. Tuy nhiên còn chưa kịp đánh thì Lâm Mộc Sư Huynh đã xuất hiện cắt ngang. Tới đây thì vũ phong đành phải mang cơn bực tức xoay đi, mà Thạch Hạo cũng tức giận vì không thể dạy dỗ đám kia. Đang nói dở sang thì Thạch Thành Phong đã chạy tới. Lần này cậu ta may mắn thông qua Thiên Tài Doanh, chuyện này cũng phải cảm ơn Lâm Mộc. May mắn mà có hắn ra mặt đuổi đám người vũ phong rời đi, nên Thạch Thanh Phong mới có thể kịp lúc tiến vào. Tuy nhiên, người đứng sau tất cả vẫn là Mộ Viêm lão tổ. Nếu không phải lão nhắc nhở Lâm Mộc chú ý tới Thạch Thanh Phong, thì hắn cũng sẽ không biết chuyện này. Chuyển cảnh tới đại điện của vũ tộc, vũ phong đem toàn bộ chuyện đụng độ Thạch Hạo lại bẩm báo. Nhìn vào bức ảnh của nhóc nghịch ngợm, lão già bí ẩn kia cũng cảm thấy rất giống với Thạch Tử Lăng. Chuyện nhóc nghịch ngợm sẽ giao cho người trong tộc giải quyết. Về phần vũ phong, hắn chỉ cần ở bên trong bổ thiên các làm tốt chuyện của mình là được. Đợi tới khi tế linh của bổ thiên các không chịu được nữa thì lập tức hành động. Thì ra vũ tộc cũng đang âm mưu lật đổ bổ thiên các. Dù sao đây cũng là thế lực lớn, có rất nhiều tài nguyên cùng công pháp. Chuyển cảnh tới nội viện bổ thiên các, lần này tới Bách Đoàn Sơn sẽ do Hùng Phi trưởng lão dẫn đường. Người tham gia chỉ có hai người, Thạch Hạo và tên Tiêu Thiên của Tiêu tộc. Sợ thân phận của Mau Cầu bị bại lộ nên Thạch Hạo cũng để cho nó ở lại. Bên trong Bách Đoạn Sơn nhân tài tụ tập, bọn họ đều là đệ tử của các thế lực cao cấp, hy vọng mọi người phải cẩn thận. Dặn dò đã xong, cả ba liền nhảy lên hồ lô to lớn của trưởng lão và rời đi. Và tới đây thì tập phim cũng kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé!